Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là phiên ngày mùng 6 tháng 3 năm 2019. Cơ sở chúng em lại tiếp tục cập nhật về cái lô hàng mà chật hết sân rồi các bạn ạ. Hôm nay thì sáng mùng 6 hôm nay thì cũng đang trời mưa nữa nên là lại thêm một phần nữa là chật hẹp thêm. Đấy các bạn ạ. Hôm nay là phiên hôm nay là mùng 6 rồi. Thì còn ngày mai và ngày kia nữa là đến ngày hội của tất cả các cô các chị em phụ nữ là sẽ có một cái ngày hội mà rất ý nghĩa và rất 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 là vui cho các cô và các chị ấy, nên là em cũng xin được chúc riêng các cô các chị giờ có một cái sức khỏe dồi dào và ngày một xinh đẹp hơn và tươi tắn hơn, tươi tắn như những bông hoa mà đang vẫn còn đang nở bông tại cơ sở chúng em của phiên ngày hôm nay. Rất nhiều loại hoa sặc sỡ nên là em cũng xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các chị và các cô. Đấy. Và trước khi đây vào giới thiệu những cái mặt hàng lan của phiên ngày hôm nay của cơ sở chúng em á, thì em giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Thì hình thức bán hàng của chúng em là chúng em sẽ nhận đơn trực tiếp vào số điện thoại riêng của chúng em là của shop chúng em là số 0984754102. Các bạn có thể gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin đơn hàng và địa chỉ cho chúng em, rồi chúng em sẽ phản hồi lại và gửi hàng cho các bạn trong ngày luôn. Đấy. Đấy, Ngọc Bền thì luôn xưng là các bạn với tất cả các cô chú anh chị. Thì toàn là các tuổi cô chú anh chị thôi, nhưng mà là một cái niềm đam mê chung, nên là Ngọc Bền cũng xin được xưng hô là bạn thôi, để cho nó dễ nói chuyện với nhau hơn. Đấy, gần gũi với nhau hơn. Đấy, Ngọc Bền rất muốn như thế. Đấy. Đó, vừa rồi là em có đề cập số điện thoại của cơ sở chúng em rồi. Đấy, bây giờ em đi vào giới thiệu luôn những cái mặt hàng mà ngày hôm nay chúng em có nhé. Thì rất là nhiều loại lan luôn các bạn ạ. Toàn là những loại mà đang hoa và đang cho nụ thôi các bạn ơi. Nên là chúng ta nên mua sớm những loại đang có nụ. Tại vì những loại nào mà đang nụ dài quá thì nó sẽ rất dễ bị gãy. Và những loại đang hoa rồi ấy, lúc gửi hàng đi thì hoa nó sẽ bị tàn trên đường đi. Nên là rất rất là tiếc rằng là mùa hoa này chúng ta sẽ không được xem những cái mặt bông mà hiện giờ đang nở hoa nữa. Nên là chúng ta nên mua những cái loại mà đang chuẩn bị nụ ấy, là để sắp tới chúng ta chơi hoa nhé. Đấy, bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết từng mặt hàng luôn. Ở đây là cái kim điệp xuân nhé các bạn nhé. Kim điệp xuân thì em có phân ra hai loại. Một loại hàng đẹp. Hàng đẹp thì đây, cây to đẹp. Đấy, cây to đẹp. Đấy, có những khóm thì nó cũng đã xuống hết lá và lên những cái mầm gốc này. Đấy. Và đây là kim điệp xuân, hoa kim điệp xuân đấy các bạn. Vàng rực luôn. Hôm qua thì em cũng nói chuyện có một chút thời gian rảnh thì em nói chuyện với một khách hàng ở trong trong Bình Định là có chụp ảnh gửi lại một cái giò kim điệp xuân mà nó nở vàng rực hết luôn. Tức là khách hàng đấy đã mua từ trước Tết rồi. Nên là khách được xem hoa luôn lúc Tết luôn. Tại vì ở trong Bình Định thì thời tiết nó ấm hơn ở ngoài Bắc mà, nên là hoa nó nở đúng vào lúc Tết luôn. Đấy, khách hàng nói chuyện cũng rất là vui tính. Đấy. Và cũng có những cái phản hồi rất là tích cực với cơ sở chúng em. Và cũng có một chút tiêu cực rằng là em gửi hàng mà không đúng á. Cái này thì lúc nữa em sẽ làm một cái clip riêng về cái hàng kèn năm ngoái. Trong năm vừa rồi á, mà em bán là nó có sổ ra ý ngọc. Nên là các bạn nào mà đã mua cái lô hàng đấy thì vui lòng phản hồi lại cho chúng em, rồi để chúng em còn có cái hướng giải quyết cho hai bên chúng ta nó thỏa đáng. Đấy.
Đấy, cái loại hàng đẹp thì nó là giá là bây giờ còn rất là nhiều thân còn đang có nụ như này nhé các bạn nhé. Đấy, hàng đẹp có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, giá em đưa ra đề xuất ra ở đây thì chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Còn ở đây là cái phần hàng nó xấu xấu hơn, có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé, 150.000 1 kg. Đấy, hàng nói chung là hàng này thì bây giờ có một số thân nó vẫn còn chưa nụ đâu các bạn ạ. Tại vì bây giờ đang mùa hoa thì nó cứ kéo dài, cứ phải hết tháng này thì lúc đấy nó mới hết hoa các bạn ạ. Hoa kim điệp xuân thì nó sẽ nở được chừng khoảng 2 tuần nó sẽ tàn nhé các bạn nhé. Đấy, đang nụ rất nhiều này. Đấy, nụ rất là nhiều luôn. Thân nhỏ nó vẫn có nụ bình thường các bạn ạ. Đây này, thân này rất nhỏ luôn nhưng cũng đang nụ, đang hoa đây. Đấy, 150.000 loại hàng nó gọi là xấu. Còn loại hàng đẹp là 180.000 nhé. Đấy. Còn đây là mặt hàng sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì bây giờ tình trạng cây nó đang nụ như này đây. Đấy, khóm nào cũng đang nụ, rề nào cũng đang nụ nhé các bạn nhé. Đó. Sơn thủy tiên loại hàng đẹp có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Loại hàng xấu thì em đang nhặt ra đây để làm. Đó. Ở đây em có cả hàng rề luôn này. Đấy, bác nào thích rề thì liên hệ chúng em có hai rề nhá. Có hai rề này. Đấy. Dê này phải tầm bằng 2 cân. Đấy. Dê này 2 cân nhưng mà nó xấu xấu thôi. Em bán cho các bạn là dê số 1 này là 300.000 nhá. Đấy. Nó thân già nó cũng tương đối nhiều. Đấy, 300.000 dê này thôi. Rất là rẻ. Đó. Ngang với giá hàng thanh lý. Đấy. Cái hàng xấu xấu này có giá là 150.000 một cân nhá các bạn nhá. Đấy, 150.000 một cân thôi, loại hàng xấu. Còn loại hàng đẹp là 200.000 một cân. Đấy. Còn đây là dề số 2 đây. Dề này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, dề nó rất là đẹp và nhiều lá này. Đấy, dề này em để giá cho các bạn là 400.000 này. Đấy. Dề số 2 là 400.000, dề số 1 là 300.000 nhá. Đấy. Các bạn thích chọn dề nào thì lấy dề đấy. Còn hàng kg đây, chắc chỉ độ còn độ khoảng 2 kg. Thì cái này cũng xấu rồi, cái này cho vào hàng xấu. Ui, thế thì còn khoảng 1 kg thôi, sơn thủy tiên. Đấy. Sơn thủy tiên thì 200.000 một cân loại hàng đẹp. Đấy, dề số 2 đây nhá. Còn đây là dề số 1 đây. Đó. Đấy, dề số 1 thì nó chỉ là ít lá, nó xuống lá thôi các bạn ạ. Nó vẫn còn rất là nhiều thân. Đấy, kể những thân như này đây nó vẫn đang cho nụ này. Đấy. Những cái thân già thì nó vẫn cho nụ tầm khoảng 2 3 năm nó mới hết nụ nhá các bạn nhé, hết hoa nhé. Còn đây là cái lan cẩm báo. Lan cẩm báo thì bây giờ cũng đang nụ nhé các bạn nhé. Đây. Có một cây này còn đang trong bó, mình chưa cởi ra hết. Đây. Đó. Cẩm báo có chừng khoảng 2 kg thôi. Các bạn ạ. Lan cẩm báo có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Một cân là 1 kg đấy ạ. Ở trong miền Nam mình gọi là một ký. Thì còn ở ngoài Bắc thì thường gọi là một cân thôi các bạn ạ. Nhé. Đấy. Đang nụ rất nhiều luôn này. Đấy. Hoa cẩm báo cực kỳ thơm. Kể cả thân lá của nó đã thơm rồi nhé các bạn nhé. Đấy. Chúng ta lấy về mở thùng ra cái là thơm ngất luôn. Đấy, 250.000 một cân thôi, rất là rẻ này. Còn đây là hoàng thảo ý ngọc. Ý ngọc thì bây giờ đang nụ nhé các bạn nhé. Hoàng thảo ý ngọc thì thực sự là năm nay hàng về rất là khan. Rất là khan hàng luôn và giá cũng rất là cao. Đấy, hoàng thảo ý ngọc này hoa họng tím cánh trắng rất là đẹp luôn. Đấy, cây thì đang lên mầm và đang lên nụ nhé các bạn nhé. Đang sưng mắt nụ. Đấy, nhưng mắt nụ là đang sưng rất là nhiều luôn đây. Đấy. Thì sắp tới nó sẽ nở hoa rất là ấy luôn. Chúng ta nên mua sớm tại vì mua muộn quá thì những cái nụ này nó dễ bị gãy lắm. Đấy. 300.000 một cân ý ngọc nhé các bạn nhé. Còn ở đây em còn có một cân ý thảo ba màu này. Đấy, đây là mặt bông của hoa ý thảo ba màu đây. Ý thảo ba màu bây giờ đang nở hoa. Và ở trong miền Nam thì chơi hoa Tết từ lúc Tết rồi. Đấy, còn một số thân thì còn đang có nụ như này. Đấy, nụ này có khả năng là vận chuyển đến các bạn thì các bạn vẫn được xem hoa. Vận chuyển đến nơi là nở hoa luôn. Đấy, còn những cái bông đá nở này thì vận chuyển đến nơi chắc nó tàn. Đấy, bông này nó bị rụng ra này. Đấy, hoa rất là sặc sỡ đúng không các bạn? Nó có 3 màu đặc trưng, màu tím, màu vàng và màu trắng. Đấy. Còn có một số bông nó
mặt bông nó khác hơn thì nó sẽ ra ý thảo hai màu là màu vàng và màu 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 tím đấy các bạn ạ, hoặc là màu vàng và màu trắng đấy. Ý thảo ba màu thì nó hay vậy, cái lưới nó mất đi cái màu, mặt bông của nó cũng rất đa dạng. Và còn đây là lan giáng hương. Giáng hương thì bây giờ đang nụ rất là nhiều luôn các bạn ạ. Giáng hương hoa cực kỳ là thơm rồi, nở hoa ra thì có một giò trong vườn thì cả vườn thơm nức luôn. Giáng hương có giá là 180.000 một cân nhá. Đấy. Cái này là giáng hương tam bảo sắc rừng Tây Bắc nhé các bạn. Đó, 180.000 một cân ạ. Ở đây em có một bó hoàng thảo tam bảo sắc nhé, hoàng thảo tam bảo sắc với là cũng có mặt bông nó gần gần tựa như là lan ý thảo á, đó tựa như gần mặt bông gần giống như lan ý thảo và lan trúc mảnh ấy. Đấy, hoàng thảo tam bảo sắc này, bó này em bán với giá là 120.000 nhé, một bó thôi ạ, có một bó duy nhất đấy. Còn cái đây là lan đuôi chuột, lan đuôi chuột mới tàn hoa thôi các bạn này. Đấy, những cánh hoa còn mới tàn này. Lan đuôi chuột nó nở hoa rất là bền, hoa nó phải chừng 2 tháng nó mới tàn hoa cơ. Nên là nó hoa của nó rất là đẹp, cho một mặt bông là chấm tím. Đấy, nền trắng chấm chín chấm tím mà bông những cần hoa rất dài rất cao này. Đấy. Hoa nó mọc hướng thiên nhé các bạn. Cái loại lá ngắn thì hoa nó sẽ mọc hướng thiên, mọc đứng lên. Và cái dòng này chúng ta trồng đứng lên, tại vì lá cũng nó cũng mọc mọc dựng đứng nên đấy rất là đẹp. Đấy, lan đuôi chuột hay còn gọi là lan tóc tiên á thì có giá là 150.000 một cân thôi, rất là rẻ các bạn ạ. Còn đây là lan trồn trắng. Lan trồn trắng cả to cả nhỏ này thì em bán giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Thực sự là đấy, cái này lấn vào một chút ý ngọc thì tí nữa em sẽ cho sang bên ý ngọc. Đấy, trồn trắng 200.000 một cân. Đấy, cây nhỏ nó cũng ít thôi các bạn ạ. Đấy, như bó này đây thì nó có hai cây nhỏ như này thôi. Đấy, còn ở đây toàn cây to này. Đấy, cây to đẹp luôn này. Chỗ này chắc còn khoảng 2 cân. Và còn đây là lan trầm tím. Trầm tím thì có giá là 750.000 một cân nhé các bạn nhé. Trầm tím là trầm tím rừng Myanmar. Còn bác nào thích có hàng lấy hàng chip thì chắc em lọc ra độ khoảng 5 lạng hàng chip ở đây. Hàng chip thì giá là 650.000 một cân thôi. Đấy, hàng chip là hàng cây nhỏ như này nhé các bạn nhé. Đó, hàng cây nhỏ và hàng nó bị gãy thân tơ này. Đấy, thì cho vào cái hàng chip. Đấy, đây này. Đấy, hàng chip chắc lúc nữa em lọc ra sẽ được khoảng nửa cân. Nên là bác nào đặt hàng thì em để giá cho là 650.000 thôi. Đấy, cái giá thanh lý em bán lỗ cho các bạn. Đây, như gãy thân này cũng gãy thân hoa này. Đấy, nó nhìn còn thân nó lành lặn này nhưng nó gãy giữa thân rồi đây này. Đấy, đấy, còn hàng đẹp là 750.000 một cân nhá. Hàng đẹp thì nó sẽ bị gãy ngọn đôi. Cái này không phải gãy ngọn các bạn ạ, cái này là nó thắt ngọn đấy. Đấy, cũng xe lác đác có một số thân nó bị gãy ngọn đôi chút thôi nhé, nhưng mà thân nó vẫn còn dài đẹp để các bạn chơi hoa. Đấy, ở đây là long tu xuân. Long tu xuân thì bây giờ đang nụ và đang hoa. Đấy, long tu xuân thì em cũng có phân loại ra là hàng cây nhỏ và hàng cây to. Cái hàng size nhỏ này là 240.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, 240.000 một cân. Còn đây là hàng size to. Size to có giá là 280.000 một cân nhé các bạn. Đấy là về giá của long tu xuân nhé. Đấy, mặt bông của long tu xuân đây. Đấy, cánh của nó rất tím này, họng rất vàng này. Đấy, tùy từng vùng mà chúng ta nhập được hoa nó cho màu tím nhé các bạn nhé, màu tím nó đậm nhé. Còn một số thân nó vẫn còn đang nụ như này đây. Đấy, đấy, vẫn còn đang nụ. Nhưng mà tại vì tại vì bây giờ đang là cái mùa nụ nó to quá rồi nên là nó gần như là bị gãy hết các bạn ạ. Đây, còn một số thân là nụ nó còn ngắn ngắn như này thì gửi đến các bạn chắc có thể vẫn còn xem hoa được, nhưng mà rất là còn ít thôi, gần như là nó cũng gãy, vận chuyển đi nó cũng gãy các bạn ạ. Cây bây giờ cũng lên mầm gốc như này rồi đây. Đấy, nên là cũng là cái mùa ghép rất là tốt, chúng ta nên mua sớm để tránh gãy những cái mầm gốc này thì sẽ bị yếu cây nhá. Đấy, còn đây là hoàng thảo vôi.
Hoàng thảo vôi thì đây, hoa vôi đây. Đấy. Hoa vôi cánh hoa rất tím đây, đấy. Cánh hoa tím này, họng của nó là họng cũng tím tím và cái lưỡi của nó cũng có màu trắng của vôi và một số thân vẫn còn đang nụ đây. Đa phần là còn nụ thôi các bạn ạ. Đây, chỉ có lác đác một vài thân là đang hoa thôi. Đây như những thân này còn chưa sưng mắt nụ này, đấy, để chúng ta chơi hoa này. Đây nụ đây. Đấy, đây là những thân tơ nhé, chưa sưng mắt nụ này, đấy. Đấy, dòng này thì sắp tới các bạn vẫn còn được xem hoa thoải mái, chừng khoảng nửa tháng nữa thì các bạn sẽ được xem hoa nở toe toét luôn, 280.000 một cân. Còn cái phần ý thảo này em báo giá gì nhỉ anh nhỉ? Em báo giá là bao nhiêu nhỉ? Đấy. Chưa đúng đâu. Đấy, em quên này. Cái phần ý thảo ba màu này em để giá cho các bạn là 240.000 nhá. Nó đúng tròn 1 kg luôn. Hàng rất là đẹp, em lựa ra hàng rất là đẹp luôn. Đấy, cây bây giờ đang lên mầm gốc này. Đấy, lúc nãy em quên báo giá cho các bạn. Đấy. Đấy, bây giờ em báo giá luôn, đúng tròn 1 kg. Giá là 240.000 nhá các bạn nhé. Đấy. Và còn tiếp ở trên đây là cái lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng có cái giá rất là rẻ thôi các bạn, 120.000 một cân. Nhất điểm hoàng bây giờ đang hoa như này đây các bạn. Đấy, nhất điểm hoàng này. Họng cam, cánh của nó hơi ngả vàng một tí. Đấy, hơi ngả vàng và có cái họng cam nhá, rất là đẹp luôn. Một dòng lan quý mà có tên ở trong sách đỏ của lan rừng Việt Nam chúng ta đấy ạ. Đó. Còn đây là kiều vàng. Kiều vàng thì bây giờ cũng đang mùa nụ đấy nhá các bạn nhá. Kiều vàng có giá là 180.000 một kg ạ. Đấy. Hàng thì rất đẹp luôn, lô hàng rất em rất là ưng ý. Từ trước Tết giờ chưa có lô hàng nào đẹp như này mà đều như này, đấy. Đó. Hàng rất là đẹp luôn và cũng đang là mùa nụ nhá các bạn. Nó đang sưng mắt nụ đấy. Ở đây thì những cái mắt nụ chưa thấy lên, cái lô này chưa thấy lên mắt nụ. Nhưng mà cái lô này đây thì nó đang có mắt nụ rồi này, đấy. Cái này thì hàng xấu xấu. Cũng đang vào mùa hoa nên là để em tìm cái nụ để cho các bạn thấy luôn cái nụ nó đang phát triển nó là bằng nào rồi. Thì tại vì bây giờ đi vào đầu mùa hoa thì nụ nó sẽ bắt đầu phát triển luôn các bạn nhé. Đấy, tìm không thấy đâu nhỉ. Rõ ràng là tối hôm qua ra hàng là em có thấy nụ ở đây các bạn ạ. Đấy. Thôi mất thời gian thôi, tìm này mất thời gian lắm các bạn ạ. Đấy, thực tế là nó đang ra nụ rồi, đang đầu mùa hoa. Còn đây là cái loại hàng xấu xấu nhé, em bán thanh lý cho các bạn là 110.000 một cân này. Đấy, 110.000 một cân này. Đấy, bác nào lấy chứ không lấy thì em cũng cho vào vườn ghép này. Đấy nhá. Cái này gọi là nó lá nó bị rụng nhiều thôi chứ không phải là hàng nó xấu hẳn đâu các bạn. Lá của nó rụng nên là nhìn nó hơi sơ xác, với cả có một số thân nó mảnh hơn, nhỏ hơn thì cũng gọi là xấu hơn. Còn ở đây em có một bó kiểu vuông cam. Đấy, kiểu vuông cam có giá 250.000 nhá. Kiểu vuông cam có khoảng 2 cân luôn này, 250.000 một kg ạ. Đấy. Còn đây là hoàng thảo môi tua này. Hoàng thảo môi tua. Hình như có lẫn lộn cả kiều tua đây rồi. Đấy, kiều môi tua, kiều tua lẫn lộn nhau rồi các bạn ạ. Đấy, có được khóm thôi, khóm kiều tua thôi. Đấy. Có được khóm kiều tua thôi các bạn. Hoàng thảo môi tua 150.000 một cân nhá các bạn. Chắc chỗ này chỉ hơn cân thôi, cả môi tua cả kiều tua nó lẫn lộn nhau các bạn ạ. Đấy. Còn đây là hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo u lồi thì chúng ta lấy làm giống nhá các bạn nhá. Mùa này thì cây đang nở hoa rồi. Đấy. Hoàng thảo u lồi có giá là 250.000 một cân ạ. Đó. Đây là mặt bông của hoàng thảo u lồi đây, hoa rất là sặc sỡ luôn. Đó. Đây nhá các bạn nhá. Đấy. Có một số thân thì vẫn còn đang nụ như này, chưa nở hoa. Đấy. Chỗ này chắc có độ khoảng cân rưỡi 2 cân như này. Hoàng thảo u lồi có giá là 250.000 một cân ạ. Còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì bây giờ đang nụ như này đây. Và ở trong những khách ở trong miền Nam thì cũng có phản hồi cho chúng em là lúc trước Tết là mua về được chừng khoảng
tháng thì bắt đầu lại được chơi hoa Tết luôn, nên là cũng rất là một thuộc về một dòng để cho các bạn ở trong miền Nam là chơi hoa Tết đấy. Hoa đùi gà tròn, hoa tím rất là tím đậm. Đùi gà tròn có giá là 230.000 một cân nhé các bạn nhé. 230.000 một cân ạ. Lô hàng vàng óng luôn, đùi gà tròn hàng Tây Bắc nhé, không phải hàng Lào nhé. Hàng Lào thì nó sẽ có thân xanh và dài và mảnh hơn một tí. Đấy. Ở đây. Đây đấy. Đây đây, đây có một thân đùi gà tròn của hàng rừng Lào đây. Đấy. Đấy, lô này là đùi gà dẹt. Ở đây là đùi gà dẹt, hoa tím đậm luôn này các bạn này. Đùi gà dẹt này là rừng Thanh Hóa nhé các bạn nhé. Đấy, hàng này em nhập Thanh Hóa, đùi gà dẹt này. Đó. Đùi gà dẹt có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn. Đấy, mùa hoa đang là mùa hoa rồi. Đấy. Hàng rất là đẹp luôn. Lô hàng em rất là ưng ý. Đó. Hoa này rất là tím đậm luôn này. Đấy, nhìn nụ nụ đã tím như này rồi này. Đấy. Nụ tím đậm như này đây. Cánh hoa này, nhìn này, tím đậm chưa các bạn? Rất là đẹp đúng không? Sặc sỡ thật. Đấy, 200.000 một cân thôi. Còn đây là hoàng thảo thập hoa. Hoàng thảo thập hoa thì có giá là 180.000 một cân nhé các bạn nhé. Hoàng thảo thập hoa bây giờ cũng đang nụ như này đây. Đấy. Bây giờ mới đang lác đác bắt đầu có nụ. Có những dề có nụ và có những dề vẫn chưa nụ nhé các bạn nhé. Đây như dề này đây thì vẫn nó vẫn chưa nụ này. Đấy. Dề này đấy, cũng có ở đây. Cũng bắt đầu trổ rồi. Gần như là trổ nụ hết rồi. Như thân này đây chưa nụ này. Đấy, như dề này chưa nụ. Đấy. Dề này cũng chưa nụ này. Đấy. Thập hoa có giá 180.000 một cân nhé. Và còn ở đây là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu bây giờ thì cây cũng chuẩn bị đến mùa nụ nhé các bạn nhé. Ngọc thạch ba màu sẽ nở vào cuối tháng 3, nở hoa vào cuối tháng 3 nhé các bạn. Cây bây giờ đang lên mầm cây con như này rất là nhiều rồi. Đấy, đấy mầm cây con này chít chít luôn. Ngọc thạch ba màu thì có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy. Còn đây là hoàng thảo Điện Biên Đông. Hoàng thảo Điện Biên Đông thì có giá là 180.000 một cân. Đấy. Em xin lỗi. Hoàng thảo Điện Biên Đông cũng có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. 200.000 một cân ạ. Cây bây giờ đang lác đác có nụ như này rồi đây các bạn nhé. Đấy. Hoàng thảo Điện Biên Đông cũng nó thân vàng óng gần gần tựa như là thân của ngọc thạch ba màu, nhưng mà thân nó mảnh hơn và nó cứng hơn nhé các bạn nhé. Đấy. Là cách phân biệt nó nhận biết.